Ghi nhận sáng 12 tháng 10, chính quyền và người dân xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã tranh thủ nắng lên dọn sạch bùn đất trôi vào nhà, trường học sau khi lũ rút. Xã Hành Dũng nằm ven sông Phước Giang, đợt mưa lũ kéo dài trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 đã khiến nước sông dâng cao từ 1 đến 2 mét, gây ngập hơn 767 ngôi nhà. Đến sáng 12 tháng 10, ngay khi lũ rút, địa phương nhanh chóng triển khai dọn dẹp bùn đất. Ông Trần Văn Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Dũng cho biết, địa phương đã huy động 30 chiến sĩ, dân quân cùng lực lượng đoàn thanh niên cùng khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời hỗ trợ các trường học để nhanh chóng ổn định và tổ chức giảng dạy trở lại, trong đó có điểm trường trung học cơ sở Hành Dũng. Cô Tiêu Thị Cẩm Lệ, Hiệu trưởng trường Mầm non Hành Dũng cho biết, đến ngày mai 13 tháng 10, trường học sẽ đón các em trở lại. Tại các khu dân cư trên địa bàn xã Hành Dũng, người dân tranh thủ nắng ấm để dọn bùn đất sau lũ. Một số đường liên thôn vẫn còn bị ngập nước từ 0,5 mét, nhưng người dân vẫn khẩn trương dọn dẹp bùn đất. Chợ Hành Dũng cũng đã tập trung dọn dẹp sau lũ. Hiện các địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi cũng khẩn trương dùng máy móc, cơ giới và phương tiện khơi thông kênh mương, cống, rãnh để rút nước, đồng thời thu dọn bùn đất đá, cây cối để phương tiện giao thông qua lại được an toàn.